Chào quý các bạn, trên tay mình đây là main của điện thoại Oppo F11 Pro đang chờ thay mới tại di động cao cấp .vn. Di động cao cấp .vn đã có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách tháo lắp thay mới main cho điện thoại Oppo F11 Pro. Ở video này, di động cao cấp .vn không nhắc lại mà chỉ giải đáp một số những thắc mắc cơ bản của quý khách hàng liên quan dịch vụ thay mới main cho điện thoại Oppo F11 Pro. Những câu hỏi thường gặp liên quan dịch vụ thay mới main cho điện thoại Oppo F11 Pro vẫn hay được khách hàng gọi điện hỏi di động cao cấp .vn. Câu hỏi đầu tiên là tôi ở xa, tôi muốn thay men cho điện thoại Oppo F11 Pro có được hay không và làm như nào? Hoàn toàn được, quý vị và các bạn chỉ cần liên hệ đường dây nóng tư vấn sửa chữa thay mới 0911 582 123. Xin nhắc lại 0911 582 123. Kỹ thuật viên để di động cao cấp vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết cho bạn cách khắc phục các lỗi sự cố trên điện thoại Oppo F11 Pro nói chung và thay men cho điện thoại Oppo F11 Pro nói riêng. Đối với main của điện thoại Oppo F11 Pro khi thay mới sẽ có một số câu hỏi chính sau đây câu hỏi đầu tiên là tôi ở xa tôi muốn thay men cho điện thoại Oppo F11 Pro có được hay không và làm như thế nào hoàn toàn được quý vị các bạn chỉ cần liên hệ đường dây nóng tư vấn thay mới men cho điện thoại Oppo F11 Pro 0911 582 123 chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan phần bảng men men của điện thoại Oppo F11 Pro mà quý vị các bạn đang gặp phải quý vị các bạn đồng ý phương án sửa chữa để di động cao cấp vn thì một là chúng tôi sẽ chuyển main của Oppo F11 Pro đến tận chỉ vị các bạn đặt hàng. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền cho bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Hai là quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát của bưu điện. Quý vị các bạn gửi main à, gửi máy hỏng ra di động cao cấp vn Chúng tôi thay xong main cho quý vị các bạn, chúng tôi sẽ gửi ngược lại để chỉ vị các bạn yêu cầu nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khi thay main xong cho điện thoại Oppo F11 Pro sẽ được bảo hành bao lâu? Có được bảo hành hay không? Được bảo hành 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa. Mặc định thay xong là 3 tháng còn nhiều hơn đến 18 tháng thì quý vị các bạn chọn thêm mua thêm gói bảo hành. Khi tôi thay main cho điện thoại Oppo F11 Pro thì các cái dữ liệu trong máy có bị ảnh hưởng hay không? Thì với câu hỏi này thì tùy theo từng máy, có máy thì giữ được dữ liệu nhưng có máy lỗi ổ cứng hoặc là chết hẳn hoặc là chết giam hoặc là cong main nó không lên được thì khó giữ được dữ liệu cho quý vị các bạn. Khi tôi thay main cho điện thoại Oppo F11 Pro các linh kiện khác có bị ảnh hưởng hay không? thì tất cả linh kiện khác kết nối vào bảng main của điện thoại Oppo F11 Pro mà các chân connect như này, Đúng đây là chân camera này, ở uh, chân màn hình này, chân pin này, chân sạc này, đó. thì với cái thiết kế như này nó sẽ không hề ảnh hưởng đến các cái linh kiện khác của vị các bạn. khi thay chúng tôi sẽ kiểm tra full tất cả các uh, chức năng của máy trước khi thay mới vị các bạn nên quý vị các bạn hoàn toàn yên tâm về cái câu uh, nó sẽ không ảnh hưởng đến các linh kiện khác của vị các bạn. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới men, sửa lỗi hỏng men trên điện thoại Oppo F11 Pro. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới, sửa chữa điện thoại Oppo F11 Pro, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 123 để được kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để chỉ nhận thay mới men cho điện thoại Oppo F11 Pro hàng đầu hôm nay.